Chính thức khai mạc Đại hội Thể dục, Thể thao thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định lần thứ 8 lúc 14 giờ ngày sinh nhật Bác Hồ, ngày 19 tháng 5 năm 2022, tại quảng trường thị xã khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao thị xã Hoài Nhơn lần thứ 8 năm 2022. BD, chiều ngày 19 tháng 5, tại phường Bồng Sơn, Ủy ban Nhân dân thị xã Hoài Nhơn tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao thị xã Hoài Nhơn lần thứ 8 năm 2022. Lễ khai mạc diễn ra trong không khí tưng bừng, với đầy đủ các nghi thức của một ngày hội thể thao. Đến nay, các phường, xã của thị xã Hoài Nhơn đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cấp xã. Theo kế hoạch, Đại hội Thể dục Thể thao thị xã Hoài Nhơn tổ chức thi đấu 12 môn, hiện đã tổ chức xong 6 môn. Từ nay đến tháng 7 năm 2022, thị xã Hoài Nhơn tiếp tục tổ chức các môn đầy gậy, bóng đá nam, bóng chuyền nam, võ cổ truyền, bơi, điền kinh. Với việc tổ chức tốt các nội dung thi đấu ở cơ sở, thị xã Hoài Nhơn đã tuyển chọn lực lượng tham gia các giải thuộc chương trình Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh lần thứ 9 năm 2022 đạt được nhiều thành tích tốt. Hiện, đoàn thể thao xứ Sửa đang tạm đứng nhì trên bảng xếp hạng sau thành phố Quy Nhơn. Tối cùng ngày, tại quảng trường thị xã Hoài Nhơn diễn ra chương trình văn nghệ kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 1.951.890 đến 1.952.022. Hoài Nhơn, mảnh đất nên thơ hữu tình, với núi Bồng sông Lại, ngọt ngào phổ sa chảy ra biển lớn. Với những rừng dừa xanh bạt ngàn, đã đi vào ca dao dân ca Việt Nam từ bao đời. Hoài Nhơn yêu thương, nơi tuyến đầu đánh Mỹ, nơi sinh ra biết bao người con trung dũng kiên cường, đã hy sinh quên mình cho mảnh đất quê hương, dệt nên trang sử vàng thành đồng bất khuất. Để hôm nay, thế hệ trẻ Hoài Nhơn tự hào cất cao mãi khúc ca.